Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình Thời sự tối thứ hai ngày 15 tháng 8 sẽ có một số nội dung chính sau đây. Cần tập trung triển khai đồng bộ toàn diện các chính sách tín dụng ưu đãi, giám sát và thu hồi vốn vay, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch và có hiệu quả. Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Đoàn chuyên gia UNESCO tiếp tục tái thẩm định các điểm di sản thuộc tuyến du lịch trải nghiệm phía Bắc Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng thuộc các huyện Hòa An, Hà Quảng. Trước thềm năm học mới, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Phấn đấu đến hết tháng 8 sẽ tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Chiều 15 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Tham dự có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, các sở ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Qua 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, đến nay tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội toàn tỉnh đạt 3.235,7 tỷ đồng, tăng 3.138,3 tỷ đồng so với năm 2002, bình quân mỗi năm tăng 156,9 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 2.705,9 tỷ đồng, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 77,1 tỷ đồng, nguồn vốn huy động của các tổ chức cá nhân đạt 452,7 tỷ đồng. Riêng năm 2022, huy động tiền gửi tiết kiệm đạt trên 40 tỷ đồng. Tổng dư nợ 18 chương trình cho vay đạt 3.228 tỷ đồng với 56.554 hộ, dư nợ bình quân đạt 57 triệu đồng trên một khách hàng. Trong đó, dư nợ tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30A của Chính phủ đạt 1.310,4 tỷ đồng với 24.180 khách hàng. Các chương trình tín dụng tập trung chủ yếu cho vay hộ nghèo chiếm 41,84%, chương trình cho vay hộ cận nghèo chiếm 20,34%, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 13,95%, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm 10,98%. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 421.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho trên 25.000 lao động, hỗ trợ trên 2.000 người lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài, xây dựng trên 61.500 công trình vệ sinh và nước sạch, hỗ trợ trên 22.300 em học sinh sinh viên được học tập tại các trường đại học cao đẳng, hỗ trợ trên 400 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập, hỗ trợ xây dựng trên 8.100 căn nhà cho hộ nghèo và xây dựng trên 200 căn nhà cho hộ gia đình có thu nhập thấp theo Nghị định số 100 và Nghị định số 49 của Chính phủ. Hiện toàn tỉnh phát triển 161 điểm giao dịch xã phường thị trấn với 2.162 tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động tại 1.462 thôn tổ dân phố thuộc quản lý của 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác. Hội nghị đã tham luận về kết quả thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách giai đoạn 2002-2022, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách, hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, việc đưa nguồn vốn đến với hộ nghèo, dấu ấn tín dụng chính sách ở địa phương. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Đình Lê biểu dương kết quả đạt được của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh trong việc huy động vốn, giải ngân cho vay và nâng cao chất lượng tín dụng, đồng thời đề nghị các cấp ngành, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tiếp tục phát huy vai trò chức năng, thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội ở địa phương giai đoạn mới. Trong thời gian tới, tôi đề nghị ban đại diện hội đồng quản trị, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh cho đến cơ sở cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện một số nội dung trọng tâm sau đây. Trước hết là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng
nội dung nghị định số 78 của Chính phủ, chỉ thị số 40, kết luận số 06 của Ban Bí thư và chỉ thị số 09 của tỉnh ủy, cùng với các hướng dẫn kế hoạch của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và của tỉnh về tín dụng chính sách. Xác định hỗ trợ cho người nghèo là trách nhiệm của toàn xã hội, mà trước hết là của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, rồi là nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền, động viên, khích lệ người nghèo mạnh dạn vay vốn đầu tư, tập trung cho sản xuất kinh doanh, quyết chí vươn lên thoát nghèo. Thứ hai là các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn tỉnh cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Phải xác định rõ tín dụng chính sách cũng là một kênh dẫn vốn, một nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tín dụng chính sách sẽ phát huy được hiệu quả tối đa khi nó được lồng ghép với các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội khác. Quản lý, sử dụng và phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách ở địa phương cũng là thiết thực góp phần thực hiện tốt ba trọng tâm, ba đột phá mà nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Thứ ba là cùng với việc đẩy mạnh hoạt động cho vay, tăng hạn mức vay, tiếp tục cải tiến thủ tục cho vay để các đối tượng chính sách, người nghèo dễ tiếp cận nguồn vốn, thì cần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nguồn vốn tín dụng chính sách. Thứ tư là kịp thời kiện toàn ban đại diện hội đồng quản trị của Ngân hàng Chính sách Xã hội ở tất cả các cấp trong tỉnh, phát huy tốt hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự chủ động sáng tạo, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên của hội đồng quản trị, thông qua hội đồng quản trị để huy động cả hệ thống chính trị cùng thực hiện tốt hơn nữa nghị định 78 của Chính phủ ở địa phương. Đặc biệt là phát huy thật tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở cấp cơ sở trong việc bảo lãnh cho vay, trong việc hướng dẫn tổ chức sản xuất kinh doanh sử dụng hiệu quả vốn vay, trong giám sát và thu hồi vốn vay, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch và thực sự có hiệu quả xã hội hóa nguồn vốn tín dụng chính sách. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong nhiệm vụ chuyên môn, triển khai hiệu quả 18 chương trình cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ưu tiên nguồn vốn cho vay tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân. Bộ Công an tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân. Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tặng giấy khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002-2022. Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh biểu dương và trao thưởng cho 3 tập thể và 12 cá nhân xuất sắc. Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến dự Đại hội chi bộ Tổ dân phố 2 thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, nhiệm kỳ 2022-2025. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ Tổ dân phố 2 thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác, vận động cán bộ đảng viên nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Trong nhiệm kỳ, chi ủy chi bộ ra nghị quyết chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, sử dụng giống mới có năng suất cao, tạo thuận lợi cho nhân dân đầu tư phát triển đa dạng ngành nghề, tiếp cận thị trường, tăng thu nhập phục vụ đời sống nhân dân. Nhiệm kỳ 2020-2022, tổ dân phố có 81% số hộ đạt gia đình văn hóa trở lên. Qua bình xét hàng năm, có trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Trong nhiệm kỳ tới, chi bộ tổ dân phố 2 tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết các cấp và các chỉ tiêu giải pháp của nghị quyết đại hội chi bộ đề ra, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của người đảng viên, chống tư tưởng nể nang, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Đại hội đã bầu ban chi ủy khóa mới, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Ngày 15 tháng 8, đoàn chuyên gia UNESCO kiểm tra tiếp tục tái thẩm định các điểm di sản thuộc tuyến du lịch trải nghiệm phía Bắc, công viên địa chất non nước Cao Bằng thuộc các huyện Hòa An, Hà Quảng. Dẫn đầu đoàn là ông An Tơ Xá, chủ tịch mạng lưới công viên địa chất toàn cầu châu Âu. Cùng đi có ông Jean Simon, thành viên đoàn chuyên gia và đại diện Ủy ban UNESCO Việt Nam, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Đoàn chuyên gia đã kiểm tra thực tế việc thực hiện các tiêu chí của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng tại tuyến phía Bắc, đền Vua Lê, hang Ngườm Xưa, hang Ngườm Bốc, vườn đá Hoàng Tung, huyện Hòa An, làng dệt thổ cẩm Luống Nọi, đối tác Mế Homestay, di sản Cúc Đá Lũng Muông, thung lũng treo Sóc Giang, đền thờ Nung Chí Cao, di tích lịch sử Bắc Bó, huyện Hà Quảng. Tại các điểm đến thăm, ông Âu Tơ Xá cùng các cộng sự đã được nghe các hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử, vai trò của các điểm di sản tâm linh, di tích lịch sử, cách mạng tại địa phương, giới thiệu khái quát về tình hình tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế xã hội gắn với việc bảo tồn và phát triển công viên địa chất non nước Cao Bằng, giá trị của các điểm di sản địa chất, vai trò của việc phát triển nghề dệt thổ cẩm thủ công truyền thống của người Tày trong việc tạo việc làm, sinh kế cho bà con. Ngoài việc kiểm tra về việc thực hiện các tiêu chí của UNESCO, đoàn chuyên gia đưa ra những góp ý trong công tác bảo tồn và quảng bá các điểm di sản, đồng thời thu thập thông tin về hiệu quả hoạt động của các đối tác tham gia vào mạng lưới công viên địa chất. Ngày mai, đoàn tiếp tục kiểm tra tuyến du lịch phía Tây thuộc huyện Nguyên Bình. Ngày 15 tháng 8, Hội đồng Thẩm định Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 3 tổ chức hội nghị thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 tỉnh Cao Bằng năm học 2022-2023. Tham dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ban ngành liên quan và giáo viên một số trường tiểu học trong tỉnh. Cuốn sách Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Cao Bằng lớp 3 được biên soạn bao gồm 6 chủ đề phù hợp với nội dung, thời lượng dạy và yêu cầu cần đạt của học sinh lớp 3, bao gồm chủ đề 1, một số hoạt động sản xuất nông nghiệp đặc trưng ở Cao Bằng, chủ đề 2, nghề làm miến rong ở Cao Bằng, chủ đề 3, khám phá một số di tích lịch sử văn hóa và cảnh quan thiên nhiên ở Cao Bằng, chủ đề 4, tìm hiểu công viên địa chất non nước Cao Bằng, chủ đề 5, chúng em tham gia các hoạt động kết nối với cộng đồng, chủ đề 6, giới thiệu một số loại hình âm nhạc truyền thống ở Cao Bằng. Trong mỗi chủ đề đều có các phần khởi động, khám phá, thực hành, luyện tập và vận dụng. Tài liệu giáo dục địa phương được xây dựng dựa trên chương trình các môn học và hoạt động trải nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Cao Bằng, với thời lượng không quá 50 tiết trên một môn học. Qua đó mang đến cơ hội cho tất cả học sinh tích hợp kiến thức nhiều môn học và nhóm kỹ năng, giúp học sinh chủ động trong học tập, phát huy được tính tích cực, sáng tạo, phát triển phẩm chất, năng lực, đồng thời có thêm cơ hội trải nghiệm và có thể vận dụng kiến thức. Tại hội nghị, các thành viên trong hội đồng thẩm định đã thảo luận, trao đổi về hình thức nội dung của tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 để có những điều chỉnh phù hợp, chính xác. 100% thành viên hội đồng thống nhất xếp loại tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 tỉnh Cao Bằng ở mức đạt. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 14 tháng 8 đến 17 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 13 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc lên 95.915 trường hợp, trong đó có 95.362 trường hợp mắc được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh. Trong số 13 trường hợp mắc mới, cụ thể thành phố Cao Bằng ghi nhận 6 trường hợp, huyện Bảo Lạc 1 trường hợp, huyện Hà Quảng 2 trường hợp, huyện Nguyên Bình 3 trường hợp, huyện Quảng Hòa 1 trường hợp, các huyện còn lại không ghi nhận ca mắc mới. Hiện có 4 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh, 69 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà, tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định, 6 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi bệnh lên 95.780 trường hợp. Đến nay, tổng số tử vong do COVID-19 là 59 trường hợp. Toàn tỉnh đã lấy 567.250 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19. Tổng cộng test nhanh là 413.380 mẫu.
Thưa quý vị và các bạn, trước thêm năm học mới, thành phố Cao Bằng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Mục tiêu phấn đấu đến tháng 8 năm 2022, toàn thành phố hoàn thành chỉ tiêu tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Tại trạm y tế phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, ngay từ sáng sớm, các bậc phụ huynh đã đưa con đến tiêm vaccine phòng COVID-19. Chị Trần Thị Diệp ở xóm Đào Quận, xã Hưng Đạo cho biết, mặc dù không phải ngày nghỉ, nhưng chị đã đưa con đi tiêm mũi 2, chuẩn bị cho năm học mới an toàn. Hôm nay thì tôi đưa con đến trung tâm y tế phường Đề Thám để tiến hành tiêm chủng cho cháu mũi 2. Năm nay con tôi cũng vào học lớp 2 và để đảm bảo an toàn cho cháu trong năm học mới thì tôi cũng đưa cháu đến tiêm theo như lịch. Theo như những thông tin truyền thông đại chúng và bản thân tôi biết được về tình hình dịch bệnh và bản thân tôi cũng đã từng mắc, vì vậy là tôi thấy là việc tiêm chủng, tiêm phòng cho trẻ rất là quan trọng và gia đình tôi, bản thân tôi cũng như là các con tôi rất đồng tình trong việc tiêm phòng cho các cháu. Cháu Nguyễn Hữu Kiệt, học sinh trường tiểu học Duyệt Trung vừa được tiêm mũi 1, giờ cháu tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 để đảm bảo an toàn trước khi vào năm học mới. Hôm nay cháu đi tiêm cùng mẹ cháu và cháu đến đây thấy rất nhiều bạn đi cũng đi tiêm cùng cháu. Và sau khi đi tiêm xong thì cháu cảm giác cháu rất là khỏe mạnh, không bị sao cả và chắc chắn là tiêm không đau. Để chuẩn bị cho năm học mới an toàn, tiêm vaccine là giải pháp phòng dịch chủ động và hiệu quả nhất. Tính đến sáng ngày 15 tháng 8, toàn thành phố đã tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 11.600 mũi. Trong đó, mũi 1 là trên 7.060 mũi, đạt gần 75%, mũi 2 là trên 4.500 mũi, đạt gần 48%, trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm trên 12.700 mũi, trong đó mũi 1 được tiêm 6.600 mũi, mũi 2 là 6.100 mũi, hoàn thành trên 100%. Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm tuổi này, thành phố đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp như phối hợp chặt chẽ với ngành thông tin truyền thông, ngành giáo dục trong tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng từ tuyến cơ sở. Đơn vị trung tâm y tế thành phố cũng đã phối hợp tốt với các sở ban ngành trong địa phương, tiếp tục rà soát và lập danh sách các đối tượng tiêm phòng COVID-19 thuộc thẩm quyền quản lý, chưa tiêm đủ liều vaccine và tránh bỏ sót các đối tượng, và cùng phối hợp với các địa phương để tiêm vaccine COVID-19 theo kế hoạch của Trung tâm Y tế thành phố đã xây dựng và đảm bảo đối tượng được tiêm COVID được đầy đủ, đúng tiến độ và thực hiện các cái hoạt động kế hoạch tổ chức tiêm phòng vaccine có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của mình. Hiện nay Trung tâm Y tế thành phố cũng đã lập điểm tiêm tại trạm y tế phường Đề Thám, đó là điểm tiêm cố định. Thì trong thời gian tới, trung tâm vẫn tiếp tục duy trì điểm tiêm cố định đó. Thì cũng mong tất cả bà con cũng như là các cháu học sinh, các bậc phụ huynh tranh thủ bớt chút thời gian đưa con em mình đến điểm tiêm của phường Đề Thám để tiêm, để đảm bảo miễn dịch trong cộng đồng và luôn duy trì sức khỏe của mình, làm sao đấy để góp phần với lực lượng y tế trong công tác phòng chống dịch của địa phương. Ngày tựu trường sắp đến, tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ giúp các em học sinh có thêm hàng rào bảo vệ, chuẩn bị tốt nhất về sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn những diễn biến phức tạp khó lường. Từ nay đến khi bước vào năm học mới, cùng với các địa phương trong tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức tiêm vaccine cho trẻ, góp phần bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho học sinh khi bước vào năm học mới 2022-2023. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 15 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết, ca COVID-19 mới tăng lên 1.695, tăng hơn 200 trường hợp so với ngày trước đó. Trong ngày, số bệnh nhân khỏi gấp gần 6 lần ca mắc mới, bệnh nhân nặng cũng tăng lên. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 9.257 ca, tổng số ca được điều trị khỏi là 10.029.826 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 124 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 111 ca, thở oxy dòng cao 4 ca, thở máy không xâm lấn 2 ca, thở máy xâm lấn 7 ca.
Sở Y tế yêu cầu CDC Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng, hiệu quả và sự cần thiết của việc tiêm vaccine phòng COVID-19, tập trung tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu CDC Hà Nội đẩy mạnh truyền thông về lợi ích của tiêm chủng, hiệu quả và sự cần thiết của tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 bằng những thông tin khoa học, thuyết phục, tập trung vào tiêm chủng liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, các mũi tiếp theo cho người từ 12 tuổi trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt cho các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền, bao gồm cả trẻ em và các đối tượng khác. Đề nghị CDC Hà Nội tham mưu tổ chức phát động chiến dịch tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo dõi tiến độ, tăng cường giám sát đôn đốc, hỗ trợ các quận huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, CDC Hà Nội tham mưu Sở Y tế việc tiếp nhận, phân bổ, điều chuyển vaccine phòng COVID-19, đảm bảo sát thực tiễn, kịp thời, hiệu quả. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho 76 học viên là cán bộ đảng viên đến từ 14 chi đảng bộ cơ sở. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được học tập 9 chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, kết hợp chuyên đề dân số kế hoạch hóa gia đình, phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới và một số nội dung khác. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ công chức đảng viên nắm chắc những nội dung cơ bản, vận dụng kiến thức đã học để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ quan đơn vị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Huyện ủy Hạ Lang vừa tổ chức hội thảo lần 2 cuốn lịch sử đảng bộ xã An Lạc giai đoạn 1948-2020, tiếp tục chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh bản thảo đầy đủ các sự kiện, nhân vật và mốc lịch sử. Nội dung của cuốn lịch sử của Đảng bộ xã An Lạc đã nêu rõ những sự kiện lịch sử quan trọng trong 72 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã, đặc biệt là chặng đường hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1990 đến năm 2020. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã An Lạc đã đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong từng giai đoạn và đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Sau khi đóng góp ý kiến làm sáng tỏ thêm nội dung của cuốn sách, các đại biểu thống nhất các nội dung bản thảo cần bổ sung thêm tư liệu, chỉnh sửa nội dung, hình thức trình bày, cần có đánh giá sâu sắc và đầy đủ hơn về bài học kinh nghiệm, những kết quả nổi bật của xã trong xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính gắn với tinh gọn bộ máy, công ty xuất bản và truyền thông Đại Việt, ban tuyên giáo huyện ủy phối hợp chỉnh sửa và bổ sung kịp thời những thông tin còn thiếu. Sớm hoàn thiện việc biên soạn cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã An Lạc giai đoạn 1948-2020 để xuất bản đúng kế hoạch. Đảng ủy xã Lê Trung, huyện Hòa An vừa lựa chọn chi bộ xóm Bắc Háo, Nà Pìn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025. Nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ đảng viên chi bộ xóm Bắc Háo, Nà Pìn luôn đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết của cấp trên với 124 lượt người tham gia, công tác phát triển đảng được quan tâm, giới thiệu 5 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng và kết nạp 3 đảng viên mới. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước. Có 3 đảng viên được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 40 năm tuổi đảng. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhân dân đóng góp 435 ngày công và 15 triệu đồng làm đường nông thôn. Nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ xóm Bắc Háo, Nà Pìn phấn đấu hàng năm chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp đảng viên mới từ 1 đến 2 đảng viên mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng trên một người trên một năm. Đại hội đã bầu ban chi ủy, bầu chức danh bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Bám sát kế hoạch phát triển lâm nghiệp, thời gian qua, huyện Trùng Khánh đã đẩy mạnh công tác trồng rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 52,48%, bằng 99% kế hoạch giao.
Theo đó, đến nay, huyện Trùng Khánh đã tiến hành trồng được trên 148 ha rừng, trong đó rừng sản xuất được 104,6 ha, trồng rừng sau khai thác được 28,15 ha, trồng rừng phòng hộ được 16 ha và hơn 10.000 cây phân tán các loại, khai thác được trên 11.600 mét khối gỗ, chủ yếu là gỗ rừng trồng tập trung. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện xảy ra 13 vụ vi phạm luật lâm nghiệp. Các lực lượng chức năng của huyện cũng đã xử phạt hành chính, nộp ngân sách nhà nước hơn 59 triệu đồng. Trong thời gian tới, huyện Trùng Khánh tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, luật lâm nghiệp và các văn bản pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp để nâng cao nhận thức của người dân về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường công tác phối hợp để kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn những hành vi đốt, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Từ đầu năm đến nay, tình hình chăn nuôi tại huyện Hạ Lang cơ bản phát triển ổn định, tổng đàn gia súc được đánh giá tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đàn trâu đạt gần 8.000 con, tăng 531 con so với cùng kỳ, đàn bò đạt hơn 5.938 con, tăng 704 con so với cùng kỳ, đàn lợn 20.684 con, tăng 4.282 con, đàn dê, ngựa đạt hơn 4.000 con, đàn gia cầm đạt trên 124.000 con. Tổng đàn gia súc trên địa bàn tăng là do tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, công tác phòng chống dịch bệnh được duy trì, quản lý chặt chẽ. Toàn huyện đã thực hiện phun 600 lít thuốc khử khuẩn với diện tích trên 747.000 m2 tại 97 xóm. Thực hiện tiêm phòng vaccine lở mồm long móng đạt 5.745 liều, đạt 40,46% kế hoạch. Tiêm vaccine dịch tả cổ điển đạt gần 3.000 liều, vaccine Newcastle đạt 42,05% kế hoạch. Một số bệnh khác xảy ra nhỏ lẻ trên đàn gia súc gia cầm đều được phát hiện kịp thời và triển khai các biện pháp ngăn chặn không để lây lan ra diện rộng. Để phấn đấu đến năm 2025, thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện tăng 1,8 lần so với năm 2020, toàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu và có nhiều cơ hội để tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vươn lên phát triển kinh tế xã hội. Năm 2022, toàn tỉnh tập trung hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến nay, toàn tỉnh còn 42.751 hộ nghèo, chiếm 33,23%, 17.145 hộ cận nghèo, chiếm 13,33%. Tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2022, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%, giảm từ 33,23% xuống còn 29,23%. Mục tiêu giai đoạn 2021-2025 thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo cả tỉnh từ 4% một năm trở lên, các huyện nghèo giảm từ 5% trên một năm trở lên, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 4% trên một năm. Riêng hai huyện Hà Quảng, Trùng Khánh giảm tỷ lệ nghèo đa chiều 6-7% trên một năm. Quy mô hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều cuối kỳ giảm ít nhất 60% so với đầu kỳ. Phấn đấu đến cuối năm 2025, hai huyện Hà Quảng, Trùng Khánh thoát khỏi tình trạng nghèo. Giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách trung ương đã phân bổ vốn đầu tư phát triển là 1.460,255 tỷ đồng, trong đó phân bổ 1.377,808 tỷ đồng cho 7 huyện nghèo triển khai các dự án trên địa bàn. Ngân sách tỉnh dự kiến đối ứng tối thiểu 3% để thực hiện dự án năm phát triển sản xuất chăn nuôi, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo khoảng 93,416 tỷ đồng. Năm 2022, ngân sách trung ương 596,966 tỷ đồng. Tỉnh phân bổ 543,377 tỷ đồng cho 7 huyện nghèo triển khai các dự án trên địa bàn, bổ sung nguồn vốn năm 2021 được giao 9 tỷ 711 triệu đồng. Huyện Quảng Hòa vừa tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Phi Hải, nơi có 914 hộ, 3 dân tộc Tày, Nùng, Mông cùng sinh sống. Thời gian qua, xã Phi Hải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật với hơn 750 lượt người nghe, tổ chức vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư có nhiều tiềm ẩn phức tạp. Những tháng cuối năm 2022, xã Phi Hải tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xây dựng và củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn,
củng cố và tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật, kiện toàn tổ an ninh tự quản tại các địa bàn tại cơ sở. Tại ngày hội, huyện Quảng Hòa đã trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.